lên mà chứ. Vứt nó hết à. Nãy ông mới xuống đó đi. Sao? Cho ông lại nha. Thôi được rồi, cảm ơn hai chú. Chạy nữa đi. Anh nhỏ nhỏ lên rồi cái chạy vô rồi kìm tay kìm chân anh nữa làm sao? Ông ngồi yên đây nha. Chúng tôi người ta trói tay trói chân ông nữa đó. Tôi đem làm cho. Tôi có cần chị phải làm chi, mấy cái này ai cũng làm được mà. Anh thì sao bệnh hoạn không ngồi một chỗ đi, cứ đi lang thang ra ngoài. Ê, ngồi xúc. Anh cứ đi ra ngoài, em ra em kêu bảo vệ vô bắt nha. Không muốn không? Không muốn thì ngồi yên ở đây. Ừ, ngồi yên đi nha. Rồi bác sĩ người ta tới ta khám. Khám xong rồi mình đi về nhà ha. À, có đói bụng không? Tôi mua đồ cho ông ăn nha. Ăn uống gì bây giờ? Chị hỏi anh có biết cái gì đâu, mất trí rồi mà. Bây giờ nếu mà chị muốn thì chị cứ mang đồ ăn tới đưa vô miệng của anh thì anh mới ăn thôi. À, không ấy, cô trông chừng ảnh giùm nha. Tôi xuống với căng tin coi có cái gì đó ngon ngon tôi mua cho ông ăn nha. Để lát nữa đi, rồi đưa ảnh về rồi đi ngang qua đâu đó, chỗ nào ngon thì mua cho ảnh ăn. Nếu mà chị đói thì chị cứ xuống đó chị ăn một mình đi. Tôi muốn về nha, tôi muốn về nha. Tôi không có đói, tôi chỉ quan tâm tới ổng thôi. Cảm ơn chị, nhưng mà chị phải nhớ, người bây giờ có trách nhiệm chăm sóc ảnh là tôi chứ không phải là chị. Nếu như mà không có tai nạn xảy ra thì tới giờ này tôi đã là vợ của ảnh rồi. Tôi biết rồi. Anh ngồi đi. Em hay thường xuyên tới đây lắm hả? Em đến mỗi đêm. Ừ. Chị dùng gì vậy? Anh uống gì? Cái gì cũng được. Em cho chị cái loại mà chị hay dùng á. Dạ, chị đã chút xíu em đem ra liền nha chị. Cảm ơn em. Sao anh lại cười? Đâu có gì đâu. Anh chỉ cười thôi mà. À, hay là anh nghĩ em là gái ăn chơi phải không? Chân cơm chơi sang thì có gì đâu mà xấu. Vậy thì sao lại cười? Tại vì em thích em. Em đẹp quá. Em cảm ơn anh. Anh làm sao á mà em ngại đi. Mời em. Anh rất thích em. Anh chưa bao giờ nói câu này với một người nào khác ngoài em. Ý anh nói là em may mắn phải không? Không phải, anh mới là người may mắn. Tôi nghĩ em chúc anh có một buổi tối vui vẻ nha. Chỉ có một buổi tối thôi sao? À, thì mỗi buổi tối đều vui vẻ như hôm nay. Phải vậy chứ. Phải đó. Em chúc anh thì anh chúc em. Chúc em luôn xinh đẹp. Em cảm ơn anh. Mình ra ngoài nhảy nha. Okay. Anh vô đi. Công việc của tôi đến đây là xong.
Tôi đi về đây. Cảm ơn chị rất là nhiều. Cô khỏi phải cảm ơn tôi. Tuy tôi và anh Hùng đã ly hôn rồi, nhưng cuộc hôn nhân chúng tôi đã gắn bó hơn 20 năm. Tôi không thể nào làm ngơ khi anh bị gặp nạn. Thật lòng thì tôi rất là biết ơn một người có tình có nghĩa giống như chị. Nhưng mà tôi hy vọng là chị đừng có lấy cái cớ đó đi qua lại với ảnh hoài. Bởi vì người ngoài người ta nhìn vô người ta sẽ dị nghị, rồi người ta sẽ nói này nói kia, không có tốt cho cả ba người chúng ta. Với lại thì một thời gian ngắn nữa thì ảnh và tôi sẽ là vợ chồng của nhau rồi. Thì hy vọng là chị sẽ nhường lại cái việc mà chăm sóc ảnh lại cho tôi, để cho tôi không phải khó xử. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không bao giờ làm cho cô phiền lòng đâu. Tôi về đây, cô chăm sóc ảnh nhé. Hai bà cứ lèm bèm hoài sao ngủ được. Trời ơi, đàn ông con trai gì mà uống yếu dữ vậy? Không, anh còn uống được nữa mà, em đẹp lắm. Thôi, em biết rồi, em biết anh đẹp rồi. Thôi, được đi rồi. Đi vô uống nữa. Thôi, đi về, ngoan ngoan em thương. Đi. Cẩn thận đó. Uống nữa. Anh say lắm rồi hả? Không có rồi, chỉ nên vui mà. Đi đâu vậy em? Em dẫn anh đến thiên đường của hai đứa mình đó. Đi đâu tới chưa? Sắp tới rồi. Anh thích không? Thật chứ. Mai! Nè! Nhớ mẹ quá à. Mẹ cũng nhớ con nha. Đi đi ra ngoài này dạ, con dạ. Đi, đi. Con cảm ơn mẹ nha. Mẹ khỏe không? Mẹ khỏe con. Nè, con có bệnh đau gì sao da con xanh lè xanh lét vậy? Trời ơi mẹ ơi, cỡ nước ngoài mấy năm cho nên da nó trắng ra vậy thôi, chứ con khỏe mạnh lắm. Con như vậy là mẹ cũng đủ vui rồi. Dạ. Ủa, sao có mình mẹ đón con vậy? Anh Mạnh đâu? Anh Mạnh còn bận công việc công ty rồi, không đón con được. Ủa, anh Mạnh đi làm rồi đó hả mẹ? Anh làm ở đâu? Thì còn công ty nào ngoài công ty của ba con nữa. Từ hồi ba con ngã bệnh tới bây giờ thì anh không vào làm công ty đó. Mẹ cũng mừng. Vậy chứ anh con giữ chức vụ nào vậy mẹ? Thì được ông Tính mời vào làm chức vụ đồng phó tổng giám đốc đó con. Mà ba con sao rồi mẹ? Ba con đỡ chưa? Ba con vẫn chưa được khỏe. Mà thôi, cái chuyện của ba để về nhà rồi mẹ nói sau ha. Dạ. Con cảm ơn mẹ. Mẹ, mẹ kể con nghe tiếp đi mẹ. Tiếp chuyện gì con? Thì về tình trạng sức khỏe của ba con đó. Sức khỏe của ba con rất tốt, ăn được, ngủ được. Nhưng trí nhớ thì suy kém lắm. Ba con á không biết mình là ai, ngay cả những người thân á cũng không nhận ra, lúc vui lúc buồn. Tội nghiệp lắm con à. Vậy bác sĩ có tìm ra nguyên nhân tại sao ba con bị mất trí không? Không tìm ra được nguyên nhân con à. Sao lại không tìm ra? Hay là họ kiểm tra chưa có kỹ? Kiểm tra kỹ rồi, nhưng mà bác sĩ nói không biết chấn thương hay là chấn động nữa. Nhưng mà chẳng lẽ mình cứ để cho tình trạng của ba kéo dài mãi như vậy sao? Bác sĩ nó phải chờ một thời gian đó con. Chờ đợi là bao lâu? 1 năm? 10 năm? Hay là cả đời? Con thấy hay là gia đình mình đưa ba qua nước ngoài chữa trị đi mẹ. Ở bên đó người ta có điều kiện hơn. Mẹ thấy thì sao? Con à, phải chờ một thời gian để coi bệnh trạng của ba con như thế nào. Bác sĩ có nói với mẹ là với sức khỏe của ba con thì trí nhớ của ông ấy sẽ mau hồi phục thôi con. Tới nhà rồi. Dạ. Chú đem lên lầu giùm nha chú. Dạ. Con cảm ơn chú nha chú. À, rồi. Con,
Dạ. Vô tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi con nha. Ủa, ba về nhà chưa mẹ? Hay là còn ở bệnh viện? Ba con xuất viện rồi. Ba con ở trên lầu á. Vậy con lên thăm ba nha. Con mới về á, tắm rửa nghỉ ngơi đi con, rồi thăm ba sau cũng được. Thôi mà mẹ, lâu lắm rồi con có gặp ba đâu. Con nhớ ba lắm. Sẵn con lên thăm ba coi tình hình sức khỏe ba ra sao luôn. Vậy cũng được, đi theo mẹ. Để mẹ cắm cho. Dạ. Để bó hoa với túi đây đi con, rồi lên thăm ba. Tôi đã nói thì cậu phải nghe. Tôi là sếp hay là cậu là sếp? Ừ? Nè, giờ tôi nói đây. Nè, tôi ra lệnh cho cậu á, trong vòng một tuần lễ. À. Ủa mẹ, sao con thấy ba vẫn minh mẫn mà, đâu có gì là bệnh tật đâu. Mẹ cứ làm con hết hồn mà. Con theo dõi một chút nữa đi. Nè, bây giờ tôi nói lại cho cậu nghe. Ở đây tôi là tổng giám đốc. Tôi nói cậu phải nghe thực hiện đúng yêu cầu của tôi. Nếu không, tôi đuổi với cậu. Con thấy chưa? Điện thoại để xuống bàn rồi. Và ba con vẫn gọi đó. Hèn chi, cái kèn nó không bật ra làm sao nói được. Đây, nó bật ra rồi. Alo. Tại sao nó không bốc máy? Chuông reng không bốc máy. Tôi có thương mình vậy sao? Tôi sẽ đuổi việc nó. Tôi sẽ đuổi việc mày. Gọi cho ta khác. Chuông reng hoài. Bốc máy đi. Bốc máy cho tao nói chuyện. Bỏ máy đi. Cái gì vậy? Ba ơi, con Mai nè ba. Ba nhận ra con không? Cái gì vậy? Con Mai nè. Ba không nhận ra con gái của ba hả ba? Cái gì vậy? Tôi đang làm việc mà vô quấy này. Cái gì vậy? Ba ơi, con Mai nè. Mai nào? Ba ơi, con Mai nè. Ba không nhận ra con hả? Con về rồi nè ba. Ra đi. Đuổi việc con giờ chưa đuổi việc mà không cái gì. Ba ơi, ba ơi con nè. Mẹ ơi, ba không nhận ra con mẹ ơi. Ủa mẹ, sao mẹ thay đồ vậy? Ba lại làm đổ thức ăn lên người mẹ nữa hả? Đổ có chút xíu à, không có gì đâu con. Tại vì mẹ nóng nực con mẹ mới thay đồ đó. Cực cho mẹ quá. Con đừng có buồn. Bệnh trạng của ba con sẽ sớm hồi phục thôi. Đừng có lo nha con. Mẹ ơi. Chuyện gì con? Con biết con nói điều này là hơi quá đáng. Nhưng mà lúc này tinh thần của ba con không được tỉnh táo. Mẹ có thể về đây chăm sóc cho ba con được không? Không thể được con à. Có gì đâu mà không thể được hả mẹ? Ba với mẹ đã ly hôn rồi. Thì danh nghĩa vợ chồng không còn. Thì mẹ không thể nào ở trong cái nhà này đâu con à. Nhưng mà lúc này là lúc ba con cần mẹ nhất. Chẳng lẽ nào mẹ lại bỏ mặc ba con trong hoàn cảnh như vậy sao? Đã có người thay thế mẹ chăm sóc cho ba con rồi. Ý mẹ nói chú thật đó hả? Không. Là một cô gái còn trẻ và rất đẹp. Và ba con đã có ý định cưới cô ta. Sao chuyện này con không biết gì hết vậy? Có thật không mẹ? Nếu như ba con không gặp tai nạn và mất trí nhớ thì chắc có lẽ bây giờ hai người đã tiến hành hôn lễ rồi con à. Cô ta là ai vậy mẹ? Cô tên là Diễm, là thư ký riêng của ba con. Thư ký riêng của ba con? Mà cô ta có thường xuyên tới đây không mẹ? Ngày nào cô ấy cũng đến đây á. Lát nữa cô sẽ gặp. Mà cô ta là người như thế nào vậy mẹ? Cô ấy là người như thế nào thì thật khó đánh giá cho chính xác. Đối với ba con, cô ấy là người rất tốt và trên cả tuyệt vời.
Mỗi người đều có một quan điểm riêng, khó nói lắm con à. Vậy thì được rồi. Khi nào mà con gặp cô ấy, con sẽ tự nhận xét. Thôi được rồi. Cơm nước mẹ lo sẵn cho con rồi đó. Con xuống ăn nha. Ăn để lấy lại sức khỏe nha con. Mẹ nè, khi nào mẹ có thời gian rảnh rỗi, mẹ ghé về đây nói chuyện với con cho con vui nha. Được rồi, có gì cũng điện cho mẹ nha. Dạ. Ủa, cô Mai hâm cơm lại rồi. Dạ, con hâm nắm hết rồi đó chú. Thành thật cho tôi xin lỗi cô nha. Ủa, sao tự nhiên chú xin lỗi con? Đáng lẽ cái bổn phận hâm cơm này của tôi, giờ tại tôi mắc lo cho ông tổng ở trển nè, xuống không kịp để cô làm kỳ quá. Trời ơi, chú ơi, đâu có gì đâu chú, cái này chuyện nhỏ mà. Ủa, mà bữa giờ ba con uống sao rồi chú? Không, ông ăn cũng được, một ngày ông ăn tới 3 chén lần á. Trời ơi, ba con ăn mạnh dữ vậy luôn hả? Trời ơi, chú biết không, hồi trước á, lúc con còn ở nhà chưa có đi du học, ba con ông kén ăn lắm. Mỗi bữa ăn chỉ có một chén cơm chút xíu à, còn lại toàn ăn đồ ăn không đó. Trời ơi, tôi cũng kêu ông ăn đồ ăn đó chứ. Mà ông nói thôi, ăn cơm nó ngon hơn. Họ ăn đồ ăn nhiều quá, ngán lắm. Vậy là không được đâu nha chú. Chú biết làm sao không, ăn như vậy lâu ngày là thiếu dinh dưỡng lắm. Chú ráng nói ba con ăn đồ ăn nhiều vô nha chú. Rồi cô Mai cứ yên tâm, tôi thuyết phục ông tổng ăn cho nhiều hơn chút. Thôi cái chuyện mà ăn uống của ba con tính sao đi. Chú chắc chưa ăn cơm đâu ha. Thôi rồi, cô ăn trước đi rồi chút tôi ăn sau cũng được. Thôi chú ăn cơm với con đi. Nhà giờ còn có 2 chú cháu à. Chú để con ăn một mình buồn lắm. Ê, tôi chưa có đói. Thôi ăn đói con với con ơi. Ủa anh Mạnh. Anh khỏe không? Khỏe chứ không khỏe. Ôi xoay vòng coi. Trời ơi Dì Kiều nha. Dì Kiều về trắng trẻo hồng hào nha. Thơm phức à. Mẹ có đi đón em không? Có chứ. Anh đó, em đi bao nhiêu năm trời mà không ra sân bay đón em gì hết trơn. Anh bận công việc không? Thôi lấy con ly nước đó chú. Cô Mai uống gì tôi làm luôn. Dạ thôi con không uống gì đâu chú ơi. Nè mẹ ở đâu? Mẹ về rồi. À vậy hả? Chú Thật. Dạ. Ba tôi đâu rồi? Dạ ông tổng đang coi truyền hình ở trên lầu. Ăn uống gì chưa? Dạ tôi cho ông tổng ăn rồi. Thôi nói nghe nè, lên canh chừng ông giùm đi, mất công chạy vòng phiền lắm. Sợ ông té mà. Tội nghiệp ông. Cậu tốt quá. Hay là cậu uống miếng nước mát đi. Rồi cảm ơn. Dạ tôi lại coi chừng ông nha. Rồi dạ. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn chú Thật nhiều nha. Rồi không có sao mà. Anh ăn cơm đi. Cơm xong hết rồi. Anh đi làm về chắc đói bụng lắm ha. Em mời anh. Này sao? Trước khi về đây có dự tính gì chưa? Dạ chưa, nhưng mà có một số công ty nước ngoài đang mời em về làm trưởng phòng marketing rồi quản lý điều hành. Vậy thì cũng tốt, nhưng mà em có nên nhận về công ty nào? Em không về công ty nào hết á. Không gì kỳ vậy. Thì đúng rồi, vì em đâu có ý định về công ty đó làm việc đâu. Ủa, nói vậy là em muốn vô công ty nào? Công ty của ba đó. Giỡn phải không? Giỡn gì em nói thiệt chứ bộ. Cái mặt nhìn thấy giỡn nè. Em nói thiệt chứ bộ, tự nhiên giỡn với anh chi. Thì em muốn vô công ty của ba để làm đúng chuyên môn, được đào tạo giống như là ý muốn của ba vậy đó. Anh thấy thì sao? Anh thấy vậy cũng tốt, nhưng mà để anh hỏi ý kiến của ba coi sao. Thôi, anh hỏi ý kiến của ba làm gì? Bây giờ sức khỏe của ba không được tốt nè. Anh em mình đừng có làm phiền ba, để cho ba được nghỉ ngơi. Mà em được biết, anh á, hiện giờ là đồng phó tổng giám đốc chung với chú Đỗ Tính. Vậy thì anh có thể thay ba xử lý mọi công việc, có đúng không? Thì cũng đúng. Nhưng mà nè, có gì đâu mà em phải đi làm gấp vậy. Mới đi về đây, người ta phải nghỉ ngơi, thư giãn, đi đây, đi đó, đi du lịch đi. Việt Nam bây giờ nhiều cảnh đẹp lắm nghe chưa. Không đi là phí phạm đó. Thôi anh ơi, ở nước ngoài hả, em đi chơi quá trời rồi. Em vừa đi học, vừa đi làm, vừa đi chơi nữa. Tham quan nhiều nơi lắm rồi. Bây giờ về nước, em muốn làm việc liền thôi à. Anh biết không, thứ nhất á là em không muốn ngồi không, đâm ra chán nản. Thứ hai là em muốn góp một phần công sức vào công ty của ba. Đi mà anh hơi sắp... Rồi, ok, được rồi. Mệt, cửi gì chưa rồi nha. Sao vậy? Tôi là chỉ có quyết định được 50% thôi. Còn chú Tính nữa. Cậu nói cô Mai em cậu tốt nghiệp quản trị kinh doanh loại U à?
Dạ phải. Nó vừa mới du học về đã nặng nặc đòi công việc ngay, không chịu nghỉ ngơi. À, người năng động như vậy thì rất là tốt. Công ty có thêm một người có năng lực vào góp sức thì sẽ càng lớn mạnh hơn. Theo cậu thì nên bố trí em cậu vào bộ phận nào? Theo cháu nghĩ thì em cháu thích hợp vào bộ phận kinh doanh. Ý cậu cũng hay. Nhưng mà bộ phận kinh doanh hiện giờ thì đầy đủ nhân sự rồi. Hơn nữa bên đó, các anh em bên kinh doanh hoạt động rất là có hiệu quả. Tôi e rằng bây giờ bố trí em cậu vào đó, nó sẽ làm ảnh hưởng và xáo trộn bộ phận kinh doanh. Thưa chú, nếu như em cháu không thích hợp bộ phận kinh doanh, vậy thì bộ phận nào mới đúng với chuyên môn? Tôi thấy ở trong công ty mình thì các bộ phận đều đã đầy đủ nhân sự hết rồi. Và đang hoạt động cũng rất là tốt. Chỉ riêng bên phòng kế hoạch thì đang còn khuyết chiếc ghế trưởng phòng. Có lẽ nên bố trí của Mai em của cậu về phòng kế hoạch. Vậy cũng được. Không phải cũng được, mà là rất được. Bố trí em cậu về đó thì chúng ta sẽ có hai cái lợi. Hai cái lợi? Phải. Cái lợi thứ nhất thì có một người đứng ra phụ trách phòng kế hoạch thì tôi và cậu sẽ đỡ đi một mối lo. Cái lợi thứ hai, cậu cũng biết là phòng kế hoạch bao gồm những nhân vật, những con người rất là cứng đầu. Đưa em của cậu về đó, bằng sự năng nổ của mình, tôi hy vọng là em cậu sẽ trị được bọn họ. Như vậy thì tôi và cậu cũng đỡ thêm một mối lo nữa. Dạ, cháu đồng ý. Quá tốt. À, cái này nói luôn, từ ra về sau đừng có xưng hô là cháu với tôi nữa. Cậu cứ xưng hô là tôi đi. Chứ không mấy để người ngoài người ta nhìn vô, người ta nghĩ rằng giữa tôi và cậu có một cái liên quan tình cảm gì đó, rồi từ đó sẽ đưa ra những cái quyết định mà nó không có mang cái tính khách quan. Dạ, dạ cháu hiểu. Lại cháu nữa. Anh hai ơi, em chuẩn bị xong rồi nè. Ừ. Mình đi chứ anh? Ủa, hôm nay ngày đầu tiên đi làm sao mặc đồ đơn giản quá vậy? Em đi làm mà, chứ có phải đi dự tiệc đâu mặc đồ cầu kỳ. Thôi được rồi, lát nữa đi chung xe hơi với anh. Đi xe hơi hả? Ừ. Thôi, em không đi xe hơi đâu. Em là nhân viên bình thường, đi xe máy được rồi. Chứ đi xe hơi giống bà hoàng bà chúa lắm. Thôi bây giờ anh lên công ty trước đi. Em đi theo, em đi xe máy đuổi theo ha. Thôi mệt quá, đi đi, đi trước đi. Em đi nha, bye bye anh. Mình không ngờ em mình cũng cá tính dữ. Đây là phòng nhân viên. Bên đây cũng là phòng nhân viên. Ừ. Tất cả các phòng này là đều là của công ty mình hết. Dạ. Em cứ vừa đi vừa tham quan ha. Ừ. Ủa anh, sao người ta gật đầu chào anh không cười cái đi? Làm gì mà anh cứ ngầu ngầu giống như là phim Hồng Kông xã hội đen vậy? Mình làm như vậy á, người ta mới sợ mình, mới nể mình và không dám khi thường mình. Em cũng tập làm quen đi, đừng bao giờ cởi mở với họ. Bởi vì lúc nào cũng phải có khoảng cách giữa cấp trên và cấp dưới. Em thấy không cần phải vậy đâu anh. Em thấy sự cởi mở sẽ khiến cho mọi người trở nên thân thiện hơn nè. Rồi sự hòa đồng giữa cấp trên và cấp dưới sẽ làm cho không khí làm việc vui vẻ hơn. Em sai rồi. Không có sự hòa đồng giữa cấp trên và cấp dưới. Nhớ chưa? Đi cuối dãy hành lang này, quẹo phải là tới phòng kế hoạch của em. Đi thôi anh. Ừ. Xin chào anh chị. Xin lỗi,
Anh chị có thể ngừng làm việc trong giây lát được không ạ? Tôi có chuyện muốn nói. Xin lỗi anh chị. Anh chị có thể ngừng làm việc trong giây lát được không ạ? Tôi có điều muốn nói. Được rồi, cô cứ nói đi tôi nghe. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi tên là Trần Hoàng Mai, chuyên viên ngành quản trị kinh doanh vừa tốt nghiệp ở Mỹ về. Tôi được ban giám đốc bổ nhiệm về đây để điều hành công việc ở phòng này. Tôi rất vui và hy vọng được hợp tác với anh chị. Phần giới thiệu của tôi xong rồi. Hy vọng là anh chị có thể nói đôi điều về mình được không ạ? Xin lỗi, mời anh được không? Tôi tên Minh, kỹ sư xây dựng, phụ trách việc giám sát công trình. Dạ, xin được làm quen với anh. Còn chị? Tôi tên Ngọc, kỹ sư xây dựng, phụ trách việc kiểm soát và thiết kế xây dựng. Phòng này có tới 2 nhân viên nữa, nhưng được giao cắm chốt tại công trình nên ít khi xuất hiện tại công ty. Hân hạnh được làm quen với chị. Thật ra tôi rất là vui được làm việc chung với anh Minh và chị Ngọc. Tôi hy vọng là trong thời gian tới thì chúng ta có thể làm việc trên tinh thần đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau. Chị Ngọc nè, tôi mới được bổ nhiệm về đây làm việc nên không có hiểu rõ công việc của phòng. Chị có thể giúp đỡ tôi được không? Chị cần tôi giúp gì? Chị vui lòng giúp giùm tôi thống kê tất cả những công việc phòng kế hoạch từ trước tới giờ. Càng sớm càng tốt, được không chị? Mời vào, cửa không khóa. Dạ, cho tôi hỏi, phải cô là cô Mai không à? Đúng rồi, tôi là Mai. Tôi đoán không sai mà. Cái tên sao là người vậy thôi. Thật là rực rỡ giống như hoa nở mùa xuân vậy đó. Con nhà Tông không giống lông thì cũng giống cánh. Cha làm tổng giám đốc, con phải là trưởng phòng chứ. Đúng là cái gen di truyền á. Cảm ơn anh. Nhưng mà anh là ai vậy? Dạ, tôi tự giới thiệu. Tôi là Hảo, trưởng phòng vật tư của công ty này. Năm nay tôi 36 tuổi. Tuổi con dê, cao 1m41, nặng 52kg. Sở thích của tôi là cua, cá, ghẹ. Nói chung là đồ biển là tôi thích lắm. Mà ghét màu đen, màu trắng. Thích màu hồng, màu đỏ, màu cam, màu xanh lơ mi nơ. Đặc biệt là sau khi chia tay bạn gái, tôi không có đòi quà. Tôi hỏi có câu mà anh trả lời dữ vậy? Dạ. Mà hôm nay anh ghé đây làm gì? Dạ, chưa. Đây còn đặc biệt nữa. Đấy. Đây. Tên. Ai. Dạ, cái bánh kem này là tặng cho cô mừng ngày cô ngày đầu tiên cô đi làm ngồi vào cái ghế trưởng phòng kế hoạch đó mà. Vậy hả? Cảm ơn anh. Anh tốt bụng ghê. Dạ, còn đây à. Dạ. Ủa? Một chậu hoa tươi thắm từ trái tim nhiều thiết tha tặng cho cô. Tặng nữa hả? Thôi tôi cũng không giống làm phiền cô với mọi người. Chúc cô và anh em trong phòng kế hoạch một ngày làm việc thật là vui vẻ. Dạ, cảm ơn anh. Mình chia tay Mai nha. Dạ. Có gì cho mình xin anh nhé. Cần. Một chậu hoa tươi thắm từ trái tim nhiệt thiết tha. Trời ơi, người ở đâu vậy? Ủa, cái này là phong tục của công ty hả? Không, không biết ảnh, chưa biết ảnh. Anh Minh, chị Ngọc ơi, tôi mới vừa được tặng cái bánh kem nè, mình ăn chung cho vui nha. Xin lỗi, tôi có công việc rồi, thôi cô ăn đi. Sao vậy? Tôi cũng có công việc phải đi ra ngoài rồi, xin phép chị. Nhưng mà Mai ơi Mai. Ủa, cái gì vậy chị Diễm? Tôi có chuyện muốn trao đổi với Mai. Mình vô quán nước nói chuyện chút xíu được không? Bây giờ luôn hả chị? Vậy thôi mình đi lấy xe nha.
Hiện nay thì có một số dự án liên kết của công ty với lại các đối tác khác không được thực hiện đúng như kế hoạch, cho nên phía công ty có thể là sẽ phải tổn thất tới hàng trăm tỷ đồng. Vậy thì ai là người chịu trách nhiệm cho 4 dự án đó? Người chịu trách nhiệm trong các hợp đồng ký kết để thực hiện 4 dự án này là tổng giám đốc. Là ba của tôi hả? Chính là tổng giám đốc. Nhưng mà do ba cô gặp tai nạn cho nên là việc ký kết chính thức cũng như là việc triển khai kế hoạch theo đúng như tiến độ thì không thực hiện được. Và cũng chính vì cái việc mà kế hoạch không có theo đúng như thời gian quy ước cho nên là phía đối tác cũng bị tổn thất rất là nhiều. Và với những tổn thất của họ thì đối tác đổ qua cho công ty của mình. Ngoài ra nếu như mà họ kiện công ty của mình ra tòa thì công ty của mình sẽ phải chi trả cho họ một số tiền thật sự không phải là nhỏ. Nhưng mà ngoài ba tôi ra còn có phó tổng giám đốc và những người khác. Tại sao phó tổng giám đốc không giải quyết những chuyện này mà để cho công ty gánh một hậu quả nặng nề như vậy? Cái đó thì tôi thật sự không biết. Tại vì tôi chỉ là thư ký của tổng giám đốc thôi mà. Nếu như Mai muốn biết rõ hơn thì có lẽ Mai cứ gặp chủ tính hoặc là anh Mạnh để hỏi rõ hơn. Ừ, tôi biết rồi. Cảm ơn chị. Với tình hình này, không khéo công ty của ba mình sẽ bị tụt dốc mất. Mọi công sức của ba bỏ ra bao nhiêu năm nay coi như đổ sông đổ biển. Mình phải làm sao đây? Mai. Sao chị? Nếu như mà không có tai nạn xảy ra thì tôi tin chắc là tổng giám đốc sẽ có cách đưa công ty thoát ra khỏi khó khăn này. Mà nếu như không có tai nạn thì đám cưới của chúng tôi cũng sẽ được tiến hành. Điều tôi lo nhất bây giờ là sức khỏe của tổng giám đốc. Tôi không biết là tới lúc nào thì anh Hùng mới có thể hồi phục hoàn toàn, trí nhớ trở lại và nhớ ra tất cả mọi người. Tôi buồn lắm Mai à. Hôm nay tôi nói ra tất cả mọi thứ là hy vọng là Mai hiểu cho hoàn cảnh cũng như là tình cảm của tôi. Vì là chúng ta rồi cũng sẽ gặp nhau hàng ngày, cho nên tốt nhất là cứ nói thẳng ra để tránh việc dò xét nhau hàng ngày. Mai hiểu ý tôi nói không? Tôi hiểu mà. Cảm ơn chị Diễm. Mai ơi, chị trước nha. Ừ, chào anh Minh. Chị Ngọc ơi, hôm trước Mai có nhờ chị Ngọc thống kê giùm tất cả các công việc của phòng kế hoạch từ trước tới giờ. Chị đã làm chưa vậy? Dạ, tôi đã thống kê xong hết rồi ạ. Đây, xin gửi chị. Ừ. Cảm ơn chị nha. Tôi xin phép dịch trước. Ừ.
Ủa ai vậy ta? Ơ đứng lại. Hả? Ủa cô là ai? Con Mai nè chú, con Mai phòng kế hoạch nè chú. À thì ra cô Mai. Trời trời tối tôi nhìn không ra, mắt tôi nó mờ nữa nên tôi nhìn không có rõ. Rồi sao cô về tối quá vậy? Dạ tại vì hôm nay con còn một số công việc cần phải làm cho xong nên con về hơi trễ chút đó chú. À, cô làm việc nhớ giữ gìn sức khỏe nha, bây giờ mà lỡ bệnh xuống cái là khổ lắm đó. Con biết rồi, chú chu đáo quá à. Thôi con về nha. Thôi cô về á, tôi ra mở cổng cho cô về. Dạ cảm ơn chú. Ở đâu cũng vậy, cái người siêng á họ làm mà không có nói, còn người bất tài họ làm một chút xíu họ khoe rùm trời. Nghe Ngọc. Dạ chú. Chú nhờ mua gì mà có sâu cho chú rồi, cô mua chưa? Ờ ấy chết con quên rồi chú. Nhỏ này thiệt, mỗi lần nhờ tới nó là nó cho mình nhịn đói. Ừ chú thông cảm, con có cái tính hay quên. Nhưng mà anh Minh thì anh nhớ đó chú. Anh Minh đừng có sâu cho chú Quang đi. Sâu của chú nè. Sâu của chú nè hả? Dạ. À, sau này mua cho chú gửi tới tiền. Thôi sau này cũng Ngọc mua cho chú đó. Ngọc hả? Dạ. À, thôi khỏi chú. À, hôm nay con mời chú á. Mời chú? Dạ. Ngày mai có mời đâu. Ừ. Hên xui. Thôi đi vô. Tiểu thư xếp vô là mệt bây giờ. Đi. Cha coi bộ anh cũng sợ sếp tiểu thư dữ ha. Con của tổng giám đốc mà sao không sợ được. Nhưng mà em thấy sếp Mai coi bộ cũng dễ dãi hơn là sếp tổng với sếp Mạnh đó chứ. Thôi đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong. Nhìn vậy chứ không phải vậy đâu. Ủa mà chú, sáng giờ thấy sếp vô chưa? À cái cô Mai trưởng phòng kế hoạch đó phải không? Dạ đúng rồi. Chưa. Thấy chưa, muốn đi trễ đi trễ, muốn vô nào vô, có ai nói được gì đâu. Cậu đừng có nói vậy, cô Mai cô làm việc chăm chỉ lắm đó. Chăm chỉ mà giờ này không thấy mặt mũi đâu. Chắc có lẽ là bữa hôm của về muộn. Ủa về mấy giờ muộn chút? Đâu hơn 11 giờ đêm. Đêm. À, 11 giờ đêm cũng mới chịu về hả? Trời ơi coi bộ cũng chăm chỉ dữ ha. Tôi đã nói mà, cô làm nó đỡ quên ăn, quên uống, quên cả thời gian. Người ta làm hết giờ nó còn khổ hả? Làm hết việc, hết việc cô mới chịu về đó. Vậy thì chắc hôm nay cô nghỉ làm luôn rồi. Đúng rồi, sợ thức trễ quá sáng vậy là không nổi, cầu quá trưa mới vô á. Dám đâu. Kia kia kia. Thôi vô, vô vô. Ờ, anh Minh. Anh Minh, anh ở lại đợi tôi chút xíu, tôi có chuyện muốn nói với anh. Thôi em đi vô trước nha, chúc anh bình an vô sự. Chào chú, chú khỏe chứ ạ? Mới nhìn mặt rồi đặt tên. Dạ, dạ. Chào rồi. Sếp. Dạ. Có gì không sếp? Anh Minh nè, anh mới gọi tôi lại gì vậy? Thì là sếp. Thôi anh Minh đừng có gọi tôi như vậy, tôi ngày không quen đâu. Cứ gọi tôi là Mai được rồi. Mà anh Minh nè, tôi muốn tới những cái công trình thi công còn đang thi công dang dở để tìm hiểu thêm. Anh làm hướng dẫn viên đưa tôi đi được không? Đi giờ nào cô đi? Ngay bây giờ nè. Ờ, giờ đợi 5 phút nha. Đợi 5 phút làm gì vậy? Chú tôi lấy xe. Ok, anh đi lấy xe đi nha. Vừa qua, tôi có đến một số công trình đang thi công dang dở để xem xét. Tôi nhận thấy rằng, ở một số nơi, công nhân làm việc rất hăng say, nhưng mà thiếu đi tính an toàn lao động. Chẳng hạn như một số giàn giáo đã quá cũ kỹ, có thể sập bất cứ lúc nào nhưng vẫn được đưa vào sử dụng. Trách nhiệm này thuộc về giám sát công trình. Anh Minh, anh có điều gì muốn nói với tôi không? Báo cáo trưởng phòng, là người phụ trách về việc giám sát thi công công trình, các quy định về an toàn và tính mạng con người, tài sản và vệ sinh môi trường. Chẳng lẽ nào tôi không hiểu sao?
Anh hiểu rõ. Vậy tại sao anh chưa thực hiện? Tôi đã nhiều lần kiến nghị lên ban giám đốc rồi, nhưng không được giải quyết. Lý do? Lý do là bên kho vật tư không đủ cung cấp nên phải chờ thôi. Chờ đến bao giờ? Về vấn đề này, trưởng phòng nên gặp trực tiếp trưởng phòng vật tư thì sẽ rõ hơn thôi. Được rồi, về vấn đề này chúng ta sẽ dẹp qua một bên. Nhưng mà bên cạnh đó thì tôi cũng phát hiện ra một số bộ phận công nhân làm việc với thái độ chậm chạp, lề mề, thiếu tinh thần trách nhiệm. Thái độ làm việc như vậy sẽ gây ra nhiều thiệt hại và lãng phí cho công ty. Điều này giám sát công trình có biết rõ không? Về phần này tôi biết, tôi xin nhận trách nhiệm về phần này. Tôi xin có ý kiến. Chị Ngọc cứ nói. Theo tôi được biết, xảy ra tình trạng này tất cả lỗi là do công ty. Các anh em công nhân làm việc rất cực lực, nhưng mức lương công ty dùng để trả cho họ thì không có xứng đáng. Vậy cho nên họ không còn nhiệt tình trong công việc nữa. Dù thế nào đi chăng nữa thì thái độ làm việc như vậy cũng không thể nào chấp nhận được. Nếu như họ cảm thấy mức lương không xứng đáng, họ có thể kiến nghị được mà. Kiến nghị? Tôi thấy họ đã kiến nghị rất nhiều lần rồi mà công ty có giải quyết cho họ đâu. Lúc nào cũng là lý do kinh tế toàn cầu đã bị suy thoái, chúng ta phải chịu ảnh hưởng chung. Vậy mà tôi thấy có những người hả, lương vẫn tăng dù dù. Tôi nghĩ nếu như chị có khả năng để giải quyết những khó khăn và nâng cao đời sống cho các anh em công nhân thì tôi nghĩ họ sẽ hết lòng với công ty của mình đó.